Giữa những tiếng reo hò thắng trận rền vang, Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải nét mặt rạng rỡ vẫn không cho phép khao quân như mọi lần, mà lại hạ lệnh dàn quân bày trận tiếp ngay. Trước vẻ ngơ ngác của tướng sĩ, Trần Quang Khải nói rõ ý định của mình, phải nhân đà này mà lập tiếp hai chiến tích nữa, tiêu diệt đạo kỵ binh chủ lực của Thoát Hoan và thu phục lại kinh thành Thăng Long. Chào mừng các bạn đang đến với kênh Văn hóa và Lịch sử. Các bạn thân mến, hôm nay kênh Văn hóa và Lịch sử xin gửi tới các bạn câu chuyện về Chiêu Minh Đại Vương Trần Quang Khải, một nhà chính trị, một nhà quân sự, tôn thất hoàng gia Đại Việt thời nhà Trần. Ông đã từng nắm đến chức thừa tướng đời Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông và Trần Anh Tông. Mùa đông năm Thiệu Long thứ nhất 1258, có lệnh phong cho hoàng tử thứ ba của vua Trần Thái Tông là Trần Quang Khải, lúc này vừa tròn 18 tuổi, tước Chiêu Minh Đại Vương. Mùa xuân năm ấy, người anh thứ hai của Chiêu Minh Đại Vương vừa 19 tuổi, cũng đã lên ngôi hoàng đế nước Đại Việt. Kém vua anh 1 tuổi, vị đại vương trẻ từ ấy hiểu rằng, sau ngôi hoàng đế thì địa vị thứ nhất triều đình Đại Việt sẽ được tin cẩn trao vào tay mình. Bất giác con người sẽ thâu tóm cả quyền bính thiên hạ ấy. Chợt nhớ lại câu chuyện xảy ra từ thuở mình còn nhỏ. Vị hoàng tử thứ ba của vua Trần Thái Tông vừa mới sinh ra đã mắc chứng bệnh hiểm nghèo, lên cơn kinh giật, để rồi sửa soạn lìa bỏ hẳn dòng họ và địa vị quyền quý của mình. Hoàng đế nhà Trần hay tin dữ, hớt hải nhợt nhạt chạy đến nhìn đứa con trai, mà vẻ thông minh đĩnh ngộ lộ hiện sớm, khiến nhà vua đã phải nghĩ sẵn đến một tên hiệu ví sánh với ánh sáng của vầng dương, để rồi đây sẽ đặt cho. Luống cuống đảo mắt khắp gian điện lộng lẫy vàng son, chợt nhận ra chiếc áo gấm quý của thượng hoàng đang treo ở gần. Hoàng đế nhà Trần cầm lấy tấm áo mà giữ vị hoàng tử tí hon: "Này sống dậy đi, ta sẽ cho cái này." Rồi lại hấp tấp tháo luôn thanh gươm báu truyền quốc bên người: "Cả cái này nữa, nào sống dậy đi." Thật không ngờ chú bé tưởng là đã sắp bỏ đi lại bỗng hồi tỉnh. Rồi đó, sau một thời gian thuốc thang chạy chữa thì ở hẳn lại với dòng họ nhà Trần. Còn hoàng đế Trần Thái Tông thì một hôm nghe hoàng hậu vừa âu yếm nựng con, vừa nhắc đùa lại câu chuyện dỗ dành hoàng tử của vua cha, đã lung túng một hồi, rồi bỗng đột ngột truyền phán: "Không được, gươm báu truyền quốc không thể cho bậy được, chỉ có chiếc áo của thượng hoàng thôi." Hoàng đế và hoàng hậu cùng cười. Câu chuyện về tuổi nhỏ của Trần Quang Khải này được chép ở bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, quyển thứ 6. Trần Quang Khải cũng mỉm cười khi nhớ lại câu chuyện đó. Chiêu Minh Đại Vương vốn có tính vui. Phủ tướng quốc thái úy Chiêu Minh Đại Vương sáng lóa gươm của binh lính canh phòng cẩn mật khắp trong ngoài. Giữa tòa phủ đệ trang nghiêm, Trần Quang Khải trong mày nghe tin cấp báo từ biên giới chuyển về. Sứ bộ Đại Việt do chú họ của vua Trần là Trần Di Ái dẫn đầu. Năm ngoái, tức là năm 1281, được phái sang Nguyên Triều điều đình về việc bãi miễn yêu sách của vua Nguyên đòi vua Trần phải sang chầu. Năm nay, tức là năm 1282, đã trở về đến biên giới, nhưng Di Ái lại trở về cùng với sắc phong của Hoàng đế Hốt Tất Liệt nhà Nguyên, cho y được làm An Nam Quốc Vương thay cho vua Trần. Một chiếu thư của vua Nguyên gửi vua Trần cũng được chuyển tới. Trong chiếu thư của vua Nguyên viết: "Ta đã cho sứ sang vời thì ngươi lại kiếm cớ không đi, chỉ sai chú là Di Ái vào chầu. Ta cũng định cử ngay quân sang đánh, nhưng vì người nội phụng và cống hiến đã lâu năm rồi, có lẽ nào bắt trước kẻ vô tri để hại uổng tính mệnh dân chúng. Vậy ngươi đã cáo bệnh không vào chầu thì cho ngươi được nghỉ thuốc thang điều dưỡng luôn. Ta lập chú ngươi là Di Ái thay ngươi làm vua nước An Nam, coi trị dân chúng của ngươi." Trả quân bốn mặt, thật đáng giận cho Di Ái, cam tâm làm bù nhìn để vua Nguyên lợi dụng trắng trợn và thâm hiểm. Nguyên Triều còn lập ngay một An Nam Túy Ti. Túy Ti tức là cơ quan cai trị nước An Nam như một thuộc địa. Với tên Sài Thung, đương chức thượng thư bộ lễ của Nguyên Triều, nay làm An Nam Tuyên Sứ Đô Nguyên Soái. Đây được chép theo sách An Nam Chí Lược, còn sử nhà Nguyên, tức là Nguyên Sử, thì chỉ chép là Sài Thung làm Phó Đô Nguyên Soái.
đi kèm bù nhìn di ái sang Đại Việt, nghiễm nhiên nhận việc cai quản xứ này, lại còn kèm cả một đạo quân 5.000 người. Gióng trống mở cờ, gọi làm nhiệm vụ hộ tống Tân An Nam quốc vương và An Nam tuyên úy sứ đô Nguyên Soái. Về con số vạn quân Nguyên đi theo di ái sang Đại Việt, thì theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư là viết là 5.000 người, còn theo Nguyên Sử thì nói là 1.000 quân. Trần Quang Khải nhíu mày suy nghĩ rất lâu. Trong óc vị đại vương đang gánh vác toàn bộ việc nước, trước cơn sóng gió, những con số, những con người lần lượt hiện lên. 5.000 quân xài thung Trần Di Ái. 5.000 quân? Không, đây chưa phải là lực lượng quân sự đáng kể. Vậy thì cuộc đại xâm lược mà ta đang ráo riết chuẩn bị đối phó vẫn chưa nổ ra. Đây mới chỉ là một thứ áp lực quân sự cho âm mưu chính trị bạo ngược hơn. Và xài thung, tên lễ bộ thượng thư mà chẳng có lấy một chút lễ nghĩa này. Ta đã mấy lần đương đầu với hắn những năm trước. Lần này, hẳn là hắn sẽ còn ngông cuồng hơn nhiều nữa. Và Trần Di Ái, con người tệ hại này, mà tách được ra khỏi cái gậy trống là bọn Nguyên, thì bù nhìn sẽ đổ gục như bù nhìn thôi. Những cân nhắc, phán đoán, tính toán cụ thể diễn ra thật căng thẳng, trong khi vị tướng quốc thái úy của triều Trần vẫn nhíu mày, nhìn đăm đăm vào một điểm ở một góc án thư. Cho đến khi cả một kế hoạch đối phó với những âm mưu mới của giặc dần dần hình thành, thì Trần Quang Khải mới chợt nhận ra tòa sảnh dường đã chìm dần vào trong bóng chiều, và quân hầu đang nhẹ tay đốt lên một cây đỉnh liệu ở góc phòng. Mở sáng hôm sau, Trần Quang Khải đã rời phủ tướng quốc vào triều chầu vua. Kế sách chống phá những thủ đoạn lấn lướt mới của Nguyên triều đã được định đoạt ngay trong buổi sáng hôm đó, và vua Trần cũng đã trao cho tướng quốc chọn quyền thực hiện kế sách ấy. Kế sách mà cả hai đều thấy có nhiều bộ phận giằng co phức tạp, rất cần phải khôn khéo và kiên quyết ứng xử, kẻo mà chỉ cần trục trặc một chi tiết là hỏng vỡ cả đại cục. Phủ tướng quốc của Trần Quang Khải lập tức sắp đặt lại một loạt thể chế đón nhận và tâu trình những tin tức đưa về từ biên giới, và tướng quốc thái úy Chiêu Minh Đại Vương thì luôn đêm ngày ở lại ngay trong tòa sảnh để lo liệu công việc của cuộc đương đầu rất căng thẳng mà lại cũng thật tế nhị này. Thoạt tiên, ngựa Liêu Tinh ướt đẫm mồ hôi đưa tới cửa phủ tin tức về cánh quân phòng vệ biên giới đã dồn một lực lượng mạnh cải trang thành đủ các dạng bách tính bất ngờ đánh úp đạo quân hộ tống Sài Thung và Di Ái, và lúc chúng mới kéo sang ngổn ngang hạ trại ở địa đầu đất Việt, cuộc xung sát quyết liệt nổ ra trong đêm tối đã làm vỡ tan cả đạo quân 5.000 người của giặc vừa chân ước chân giáo vượt biên giới mà vẫn không mảy may phạm tới tuyên úy Sti của Sài Thung. Tiếp đấy lại có tin đưa về bọn Trần Di Ái không bắt sống được, nhưng cũng không thấy mặt mũi trong đám tuyên úy Ti, mà ở đống loạn thây của giặc thì cũng không tìm ra thi hài. Trần Quang Khải trao mày rút trong ống sứ một chiếc thẻ, hạ lệnh phải tìm kiếm ngay bọn Di Ái cho bằng được. Rồi đó vị tướng quốc chăm chú chờ đợi phần tin hệ trọng nhất. Viên trung sứ của triều đình đã đón được Sài Thung, tiếp tục lên đường đi đến kinh đô Đại Việt. Chỉ có điều tên tướng giặc này cứ lồng lộn hục hặc y như kẻ hóa dại vậy. Sài Thung không bỏ về Nguyên triều, vậy là giặc chưa thể nhất đán có ngay được những hành động quyết liệt để trả đòn. Trần Quang Khải reo thầm trong óc như vậy. Mà cũng phải thế thôi, tên tướng giặc này không thể bỏ về để một mình hứng lấy tai ương của một sự hỏng vỡ cả một âm mưu của Nguyên triều. Nó chỉ còn cách tìm đường vớt vát gỡ gạc lại những gì đã mất sau đòn phủ đầu linh hoạt và kiên quyết của ta, và con đường ấy thì ta đã mở ra cho nó. Tươi nét mặt, Trần Quang Khải xuống lệnh chuẩn bị phần tiếp theo của kế sách đương đầu với giặc, đón rước Sài Thung ở Thăng Long. Dãy quán sứ tức ở nơi đón tiếp sứ thần nước ngoài, ở bên kia sông Cái Lập được sửa sang trang hoàng lộng lẫy. Nhưng Trần Quang Khải vừa ra lệnh sẵn sàng thuyền xe để sang quán sứ gặp Sài Thung, thì bỗng thấy viên phó tướng đạo quân Thiên Trường chạy đến bẩm việc, mặt đầy sắc giận. Đạo quân Thiên Trường, tức là lính tuyển ở vùng Thiên Trường, Nam Định ngày nay, chuyên lo việc canh giữ Hoàng Thành. Tướng giặc Sài Thung vừa thẳng đường một mạch nhập Hoàng Thành, quân Thiên Trường đang canh giữ cửa Dương Minh, thấy có kẻ ngoài đến phạm đã lập tức ngăn lại. Cửa Dương Minh tức là cửa thành dẫn đến điện Tập Hiền trong Hoàng Cung nhà Trần. Nhưng Sài Thung vô lễ vẫn hầm hập xông tới, dùng roi ngựa đánh quân ta bị thương.
Lại một viên phó tướng Thiên Trường nữa xin vào trình. Bẩm báo, tướng giặc Sài Thung đã phóng ngựa thẳng đến sân Điện Tập Hiền. Điện Tập Hiền tức là tòa điện lớn trong Hoàng Thành, nơi vua Trần khảo sách các văn quan và các thái học sinh, rồi mới chịu rời yên ngựa, hiện đang đứng nghênh ngáo ở thềm điện. Trần Quang Khải vừa nổi cơn giận đã lại thấy muốn cười vẻ thái độ điên khùng của tên An Nam Tuyên Úy, sứ đô Nguyên Soái, bị thất cơ lỡ vận này. Quả là tướng giặc đã bị một đòn quá đau ở biên giới nên phát rồ. Vừa hay viên trung sứ vẫn đi kèm Sài Thung từ biên giới về kinh đô, cũng hớt hải đến phủ tâu trình về việc tướng giặc sinh chuyện phá đám. Trần Quang Khải nhẹ nhàng khuyên giải các quan tướng của mình, rồi nhân thể sai phái cắt đặt công việc tiếp ngay. Trung sứ mau đi tìm gặp Sài Thung, đón nó về quan sứ, rồi triều đình sẽ tiếp kiến. Các phó tướng Thiên Trường dẫn ngay quân sĩ, vũ khí tuốt Trần, canh giữ các cửa điện thật nghiêm ngặt. Trước các biện pháp vừa rắn vừa rẻ của Trần Quang Khải, tướng giặc Sài Thung đành phải chịu phép hậm hực lui về quán sứ. Nhưng đến khi quân canh vào báo tin có tướng quốc thái úy Chiêu Minh Đại Vương thân tới thăm hỏi, thì Sài Thung lại nổi cơn khùng. Hắn nằm lì trong phòng không trả lời. Trần Quang Khải mỉm cười khi nghe lại tình hình ấy. Vị tướng quốc thái úy để đám quân dân hầu ở lại bên ngoài, thùng thẳng bước vào tận buồng của Sài Thung. Tướng giặc hết cách ra gan thì lại chồm ngay dậy, dồn dập chất vấn luôn: "Ông tướng quốc thái úy, kẻ nào ra lệnh cho quân đội xúc phạm tới đạo quân hộ tống của Thiên Triều ở biên giới?" Trần Quang Khải vẫn điềm đạm, đợi bày trà, mời Sài Thung ngồi yên vị rồi mới thong thả trả lời: "Quan thượng thư chẳng hay trong người có được mạnh, tôi đương chức thái úy của Trần Triều mà không ra lệnh này thì còn ai nữa? Nhưng việc ở trên biên giới là như thế nào, sao tôi không rõ?" Trần Quang Khải lại mỉm cười, làm ra vẻ ngạc nhiên, hỏi lại Sài Thung. Tướng giặc lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu đem việc cả một đạo quân 5.000 người bất chợt bị đánh tan trong một đêm ra kể lại cặn kẽ thì thật là quá nhục, mà không nói ra thì tức không chịu nổi, cuối cùng Thung đành lúng túng giữ thể diện. Ta thân dẫn sứ bộ sang nước ông, qua chốn núi rừng hiểm trở, phải mang vài tên quân đi hộ vệ. Không ngờ bọn giặc cỏ biên giới nhân cơ hội đêm tối đổ ra giết mất của ta mấy thằng lính ốm. Sài Thinh bỗng lại nổi cáu: "Ông coi nghề võ bị lại giữ cả việc nước này, vậy mà để xảy ra cơ sợ như thế, lỗi không phải nhỏ. Vậy cần mau dâng biểu tạ lỗi với Thiên Triều, chúng tôi sẽ tra xét việc này." Trần Quang Khải vẫn giữ nụ cười điềm đạm trên môi, thấy tướng giặc tự hạ mức độ nghiêm trọng của sự kiện vừa xảy ra ở biên giới, và nhất là thấy hắn chịu lờ hẳn đi việc đem theo cả một An Nam Tuyên Úy Ti sang Đại Việt mà chỉ trở lại với danh nghĩa đi sứ. Vị tướng quốc thái úy đã sáng ý nhận ra ngay cái thế thắng của mình và thấy không cần phải nệ vào nghi thức nữa. "Vâng, chúng tôi sẽ tâu với đức vua để người làm biểu trình với Thiên Triều về việc này." Sài Thung gỡ được cái trách nhiệm về thể diện rồi, Trần Quang Khải vẫn thấy cần phải nói khéo cho y biết ý chí của quân dân Đại Việt. "Dân nước chúng tôi vẫn trọng chủ quyền, thấy người lạ vào cõi mà không có ý hiếu hảo là họ liều chết đánh ngay, xin quan thượng thư cẩn thận điều đó." Cuộc giao tiếp giữa đôi bên tự chỗ trông chênh trùng chẳng dần dần lấy lại dáng vẻ bình thường, và Trần Quang Khải khi cương khi nhu đã áp đảo hẳn được Sài Thung, khiến cho tướng giặc không sao thi thố nổi một yêu sách nào nữa cho đến khi hắn phải trở về Nguyên Triều. Nhưng giữa lúc mà vị tướng quốc thái úy đang soát lại công việc mở đại yến tiễn đưa sứ giả Nguyên, thì có tin Trần Di Ái cùng bộ sậu đã lần trốn từ biên giới về đến kinh thành. Trần Quang Khải buông ngay cây bút cầm tay xuống án thư, làm tờ giấy trắng vân hoa vương thấm một vết mực tối. Vò tờ giấy trong tay, vị tướng quốc thái úy ra lệnh: "Vây giữ phủ đệ của Di Ái cho cẩn thận, không để một ai ra vào một bước. Tội hám lợi mà theo giặc thì dù là chú của vua cũng phải trừng trị." Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép rằng Trần Di Ái bị vua Trần đầy làm khao giáp binh, lính phục dịch ngành hậu cần. Trần Quang Khải lại trải một tờ giấy hoa mới lên án thư và cầm lấy bút. Bài thơ thủ tiếp sứ giả Nguyên Triều nghĩ sẵn từ mấy đêm nay để tặng cho Sài Thung trong yến tiệc tiễn biệt. Bây giờ theo đà tay của vị tướng quốc văn võ kiên toàn bay múa trên mặt giấy, để cho người Nguyên thấy rõ tình ý của người Việt, ngay cả khi đương đầu với kẻ thù cũng như thế. Trần Quang Khải đọc lướt lại bài thơ và nghĩ như vậy.
lại có một mẩu chuyện khác. Khi cuộc đương đầu với kẻ thù xâm lược đã từ địa hạt ngoại giao chuyển sang lĩnh vực quân sự, cuộc chiến tranh ác liệt mà triều đình nhà Trần đứng đầu là Chiêu Minh Đại Vương Trần Quang Khải cố sức trì hoãn để tranh thủ thời gian chuẩn bị đối phó, cuối cùng đã nổ ra. 3 năm sau khi âm mưu thiết lập A Nam Tuyên Úy Ti của Sài Thung bị thất bại. Có chiến tranh, mọi việc đều phải sắp xếp lại. Trần Quang Khải do uy tín ngày càng lớn bởi những công tích lập được trong suốt thời gian chuẩn bị đối phó với chiến tranh đã được thăng đến chức Thượng Tướng, Thái Sư, vẫn là người đứng đầu triều đình nhà Trần. Nhưng riêng việc quân đội thì cần phải chuyển sang cho nhà quân sự thiên tài Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn giữ quyền tiết chế, tức là tổng tư lệnh quân đội, để cho người đứng đầu triều đình có thể rảnh tay gánh vác thêm những công việc bề bộn của một triều đình kháng chiến. Tuy nhiên, việc đánh giặc vẫn là công việc lớn nhất trong chiến tranh. Giặc Nguyên đã mở tới 3 mặt trận để từ 3 phía Đông Bắc, Tây Bắc và Chính Nam dồn lại chiếm kinh đô Thăng Long, ép đánh quân ta. Và quân ta đã tung lực lượng ra cản giặc ở trên cả 3 mặt trận. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật đã mang đại quân đi dự trận ở các mạn Đông Bắc và Tây Bắc. Còn mặt trận phía Nam thì chính Chiêu Minh Đại Vương Trần Quang Khải phải gánh vác thêm cùng với những công việc triều chính hàng ngày của mình. Sau gần nửa năm gối đất nằm xương, tiến lui quần thảo, Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải đã cùng với quân đội nhà Trần trên các mặt trận khác phá được cái thế tiến công hùng hổ của kẻ thù, giành lấy quyền phản công chiến lược cho quân ta. Và loạt trận đánh quyết định số phận giặc Nguyên nhằm vào phòng tuyến dọc sông Cái ở phía nam tổng hành dinh Thăng Long của chúng sắp đến lúc nổ ra. Giữa quân danh thiên trường của nhà Trần, những tướng lĩnh trụ cột của cuộc kháng chiến Trần Quốc Tấn, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, v.v. đang vào cuộc họp bàn quân cơ tối mật cùng hoàng đế nhà Trần. Vua Trần gửi gắm tất cả niềm tin vào cặp mắt đang thong thả nhìn một lượt các vị tướng lĩnh tài ba của mình, rồi nhẹ nhàng nói điều nhận xét lớn. Quân giặc nhiều năm đi xa, quân nhu trở chuyên vạn dặm, thất thế mệt mỏi. Lấy quân sung sức đánh với quân mệt nhọc, trước hết phải làm mất khí thế của chúng, tất sẽ phá được. Để triển khai ý đồ làm mất khí thế của giặc, 3 trận đánh lớn mở màn cho cuộc tổng phản công chiến lược đã được quyết định ngay sau đấy. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn sẽ đánh đại đồn A Lỗ, chỗ cửa sông Luộc nối với sông Hồng. Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật đánh tiếp vào cửa Hàm Tử. Rồi đó căn cứ Trương Dương sát phía nam kinh thành Thăng Long là phần của Chiêu Minh Đại Vương Trần Quang Khải. Nhận trận Trương Dương, Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải được nhận thêm về dưới trướng mình một viên tướng trẻ nổi tiếng kiêu hùng, Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản. Trung Thành Vương cùng đạo quân bản bộ của Vương cũng sẽ thuộc quyền điều động của Chiêu Minh Đại Vương. Và điều đáng mừng nữa là các đạo quân binh ở đủ các miền quanh Thăng Long nghe tin đại quân sắp đánh lớn cũng đã rầm rập kéo đến, xin được phối thuộc. Trần Thông, rồi anh em Nguyễn Khả Lạp, Nguyễn Truyền đã đem về dưới trướng Thượng tướng Thái sư hàng vạn tay giáo mác cung nỏ trong dân gian. Hết sức cảm kích, vị chủ tướng trận Trương Dương cố nén nỗi vui mừng, thận trọng tính toán kế sách điều binh khiển tướng, quyết giành phần thắng cho quân ta trong trận đánh quyết định cả đại cục này. Căn cứ Trương Dương có một thủy trại với một đạo binh thuyền khổng lồ để vừa bảo vệ mạn nam kinh thành Thăng Long mà Thái tử Thoát Hoan của nhà Nguyên đang đóng tổng hành dinh, lại vừa liên lạc ứng chiến với các thủy trại Hàm Tử, Tây Kết, A Lỗ suốt dọc sông Cái. Thủy trại của giặc lại dựa vào hệ thống đồn lũy của các cánh quân kỵ bộ đóng sát bờ sông, sẵn sàng ứng cứu lẫn nhau khi xảy ra đụng độ. Trương Dương như vậy là một căn cứ thủy bộ lợi hại của giặc, và cái thế ỉ dốc của căn cứ này với tổng hành dinh Thăng Long của giặc ở phía trên lại khiến nó dễ dàng nhận thêm sự chi viện của đạo kỵ binh của lực lượng Thoát Hoan thường trực ở trên ấy, cùng với cả hệ thống đồn trại của giặc bao quanh Thăng Long ở các mạn khác nữa. Trần Quang Khải căng óc suy nghĩ rất lâu, đánh vào Trương Dương như vậy là rung thẳng vào cả một mạng lưới phòng thủ liên hoàn của giặc, với quân số mới điều tra được là 10 vạn và gồm đủ các loại quân hiệu dồn lại ở quanh Thăng Long. Vậy nên trước tiên phải có cách làm tê liệt những hoạt động ứng cứu của mạng lưới đồn giặc, và nhân đấy mà buộc Thoát Hoan phải xé chủ lực của hắn chia ra các ngả để đối phó với ta. Trần Quang Khải cho triệu ngay những người cầm đầu các đạo dân binh quanh miền đến quân danh, trao những tấm phù, tức là tấm thẻ dùng trong quân ngũ để làm dấu hiệu nhận ra nhau, cho từng người, kể cả những người đang nắm trong tay hàng vạn dân binh như Trần Thông, Nguyễn Khả Lạp,
Nguyễn Chuyển mà bây giờ vị thượng tướng thái sư mới biết mặt biết tên. Trần Quang Khải vui vẻ khích lệ họ, rồi giao nhiệm vụ cho ai đâu vào đấy. Cùng với các đạo dân binh của mình, họ sẽ phải nhằm vào tất cả các đồn trại giặc của vòng ngoài mà đánh phá. Nhìn các viên tướng dân binh hò hởi kéo nhau đi, Trần Quang Khải xúc động tận đáy lòng. Những con người ấy phú quý vinh hoa thường ngày chẳng bao giờ được hưởng, vậy mà khi vận nước cần đến thì họ lại tuận tị dốc lòng dốc sức đến như vậy. Vị thượng tướng thái sư càng thấy trong người phấn chấn. Ngay từ khi giặc Nguyên chưa vào cõi để chuẩn bị chống giặc, chính Chiêu Minh đại vương là người đã chủ trương nương cậy vào những lực lượng dân binh này. Chẳng bao lâu, tin vui đã từ các ngả bay về quân doanh. Giặc Nguyên ở cả Nam Bắc, Đông Tây đều đang bị đánh tới tấp. Mạng lưới phòng thủ của chúng như thế là đã bị ghim ngay ở tại chỗ mà rung lên bần bật rồi. Nhưng Toát Hoan vẫn ngồi im ở Thăng Long, chỉ nơi nào nguy cấp lắm y mới phóng ra một đạo quân ứng cứu nhỏ. Vị chủ tướng Trận Trương Dương khẽ cười gằn: thằng giặc cáo già này chưa biết miếng đòn chính của ta sẽ giáng vào đâu nên còn rình rập. Được, sẽ cho ngươi biết ngay. Đạo quân tinh nhuệ của Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản bấy lâu bị buộc phải im hơi lặng tiếng, bây giờ được lệnh cùng viên tướng trẻ tuổi dũng mãnh của mình bất ngờ đánh thẳng vào ngay Trương Dương từ cả hai mặt thủy bộ. Quân ta hùng dũng xuất trận dưới bóng lá cờ lệnh của thượng tướng thái sư tung bay phần phật. Thân chinh đốc chiến trận ấy, Trần Quang Khải hởi lòng hởi dạ chứng kiến cảnh tượng quân ta như một cơn lốc dội lao thẳng vào thủy trại giặc, khí thế ngút trời của cả một đạo quân tinh nhuệ dốc lòng xả thân vì sự nghiệp, vì chủ tướng anh minh mà họ đã tin phục, lập tức tạo ngay ra thế áp đảo cho quân ta. Những chiếc thuyền chiến đồ sộ quân Nguyên bị đốt cháy, bị đánh chìm, ngổn ngang quay cuồng trên dòng nước mênh mang ngầu đỏ, và xác giặc cùng lều trại của chúng nối nhau đổ gục tan tành. Những hồi chống trận hùng tráng từ chính tay thượng tướng thái sư tung vào trận đánh ác liệt chỉ ngừng tiếng thúc giục khi toàn bộ căn cứ Trương Dương đã bị quân ta đánh chiếm. Những người dự trận Trương Dương nô nức đón mừng vị chủ tướng của mình tiến vào căn cứ vừa bị mất của giặc. Giữa những tiếng reo hò thắng trận rền vang, thượng tướng thái sư Trần Quang Khải nét mặt rạng rỡ, vẫn không cho phép khao quân như mọi lần mà lại hạ lệnh dàn quân bày trận tiếp ngay. Trước vẻ ngơ ngác của tướng sĩ, Trần Quang Khải nói rõ ý định của mình: phải nhân đà này mà lập tiếp hai chiến tích nữa, tiêu diệt đạo kỵ binh chủ lực của Toát Hoan và thu phục lại kinh thành Thăng Long. Hiểu ra ý định linh hoạt và kiên quyết của chủ tướng, các tướng sĩ đều nô nức theo lệnh điều động ngay. Những cánh quân Câu Liêm và Giáo Trường kéo ra dọc đường cái mai phục thành một tuyến dài. Người nấp phía dưới hố sâu, đào cấp tốc cạnh đường, người giấu mình trong lùm cây ven làng. Những cánh quân cung thủ dàn trận ở phía sau, sẵn sàng những bao tên độc và những cánh nỏ cứng. Trong khi đó, rút một cây lệnh tiễn, Trần Quang Khải sai quân Xích Hầu truyền lệnh cho đạo binh của Trung Thành Vương đang đóng ở phía tây Thăng Long mau ra quân ngay theo kế đã dặn. Đồng thời dũng tướng Trần Quốc Toản cũng được lệnh chỉnh đốn binh thuyền ngược sông đi luôn. Một thế trận lợi hại của một tài năng quân sự lỗi lạc đang triển khai, và tướng giặc Thoát Hoan đã mắc ngay vào cái bẫy của thượng tướng thái sư Trần Quang Khải. Được tin Trương Dương bị tấn công, nhận ra ngay miếng đòn chính của đối phương là ở chỗ này, chủ tướng giặc Nguyên vội vàng dẫn toàn bộ đạo kỵ binh chủ lực của y từ Thăng Long đi ứng cứu ngay. Nhưng những tên kỵ binh của giặc đang hùng hổ phóng ngựa trên đường xung trận thì đã vấp phải những cánh quân mai phục do chính Trần Quang Khải chỉ huy. Pháo lệnh nổ rền trời, loa trận vang hiệu lệnh tiến lui của thượng tướng thái sư. Theo lệnh ấy, giáo dài xẻ ngang đường, Câu Liêm móc chân ngựa, quân ta đánh ngã ngổn ngang những con chiến mã lợi hại của giặc. Những tên kỵ binh văng khỏi ngựa chưa kịp ngồi dậy đã bị ngay những mũi tên độc ghim vào người. Lần đầu tiên sức mạnh ghê gớm nhất của giặc Nguyên đụng phải Trần Quang Khải và bị đánh gục ngay giữa chiến trường. Lũ kỵ binh giặc tan vỡ trước Trương Dương đang tìm cách lẻn về Thăng Long thì tin dữ lại đã bay đến. Quân bộ của Trung Thành Vương và quân thủy của Hoài Văn Hầu đã xuất kỳ, bất ý chia làm hai mũi tràn vào Thăng Long. Nhân lúc tổng hành dinh quân Nguyên bị rỗng mất đạo kỵ binh chủ lực, phút chốc 10 vạn quân giặc kinh hoàng tan tành, mạnh ai nấy chạy. Thoát Hoan chỉ còn một rúm quân mê man cắm đầu theo chủ tướng tháo chạy sang mạn bắc sông Hồng. Trận đại thắng Trương Dương đã mở đường cho quân ta tiến nhanh đến thắng lợi cuối cùng, quét sạch giặc Nguyên ra khỏi bờ cõi. Kinh thành được thu phục, thượng tướng thái sư Trần Quang Khải hồ hởi mời đón vua Trần cùng triều đình trở lại Thăng Long. Tiệc mừng chiến thắng vui đến nổ trời,
quân dân tướng sĩ reo hò tược đến vỡ giọng. Giữa cảnh tượng nức lòng người ấy, Trần Quang Khải cảm động đón lấy chén rượu mừng công sóng sánh men say của vua Trần ban tặng và xin phép đọc bài thơ cảm khái vừa hoàn thành. Chiêng trống lặng im, reo hò ngừng bặt, lũi sông lắng nghe, âm vang vọng mãi mãi lời thơ sang sảng của vị thượng tướng thái sư anh hùng tài trí. Đoạt giáo trương dương độ, cầm hồ hàm tự quan, thái bình tu lỗ lực, vạn cổ thử giang san. Nghĩa là bến trương dương cướp giáo, cửa hàm tử bắt thù, thái bình nên gắng sức, non nước này muôn thu. Vì non nước này muôn thuở mà khi gian khổ chinh chiến cũng như lúc yên hưởng thái bình, mọi người đều phải luôn gắng hết sức mình. Những ngày sôi nổi cướp giáo bắt thù ở trương dương, hàm tử còn để mãi những hình ảnh lẫm liệt của nó trong tâm khảm chiêu minh đại vương Trần Quang Khải. Vị thượng tướng thái sư của nhà Trần hôm nay tạm rời việc triều chính bộn bề để về thiên trường dưỡng bệnh. Đã lâu rồi khu vườn phúc hưng xinh xắn của thái ấp chiêu minh đại vương mới lại được thấy bóng dáng của người. Thái ấp này bây giờ còn dấu vết ở thôn Độc Lập, xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định ngày nay. Rời bàn trà tiễn mấy cụ bô lão trong làng vừa kéo đến thăm người ở kinh đô mới về nghỉ ngơi nơi thái ấp, Trần Quang Khải vui chân đi dạo một lượt khắp khu vườn cũ. Trận mưa đêm qua đã làm đổ nghiêng mấy giàn thuốc lam trồng ở góc vườn. Trần Quang Khải vừa rảo bước vừa vội vã lớn tiếng gọi Tiểu Đồng sửa mau lại mấy giàn cây đó. Nhìn mấy đứa trẻ ăn mặc sặc sỡ, cắt tóc trái đào nhảy nhót, hấp tấp chạy ùa đến góc vườn, Chiêu Minh Đại Vương bỗng thấy dấy lên một niềm vui không duyên cớ. Để mặc lũ Tiểu Đồng với những cây thuốc, Thượng tướng Thái Sư quay trở lại thư phòng đặt ở chính giữa vườn Phúc Hưng. Trên án thư, tập thơ lạc đạo từ hôm trước vẫn mở nguyên. Bài thơ 8 câu 7 chữ đang làm giang dở còn chờ đó. Phúc Hưng ngòi nước chảy quanh quanh, vườn rộng phẳng phiu mấy mẫu lành. Tan tuyết tròm mai hoa lấp lánh, cuốn mây bụi trúc ngọc biếc xanh. Trần Quang Khải đọc lại những câu thơ chưa hoàn thành. Cảnh tượng vừa thấy trong vườn Phúc Hưng gợi tiếp một tứ thơ mới, dục dã nhà thơ mau nối tiếp những vần giang dở. Nắng đến mời khách pha trà nhấp, mưa tạnh sai đồng dỡ thuốc nhanh. Vị thượng tướng thái sư mỉm cười, ngả người trên sập, tính vui cố hiếu lại có dịp trôi dậy, khẽ nhắm mắt lại để mặc cho bộ óc tiếp tục suy nghĩ lan man. Trần Quang Khải cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng, yên tĩnh. Sau những năm sóng gió, vận nước đã trở lại vững vàng hơn bao giờ hết. Một ý thơ nữa lại đến, và Trần Quang Khải vắt tay lên trán, lẩm nhẩm đọc lên những câu kết của bài thơ. Thế là đã làm trọn. Trong vọng về Nam yên khói lửa, nằm khảnh trên giường ngủ giấc thanh. Trần Quang Khải lại mơ màng mỉm cười. Phải, nhà chính trị, vị tướng và nhà thơ Trần Quang Khải chỉ có thể để lòng mình được ngủ yên một giấc khi mà đất nước đã sạch bóng quân thù. Video có sử dụng các tư liệu lịch sử trong cuốn sách Danh nhân Việt Nam, những vì sao đất nước tập 2 của nhà xuất bản Thanh Niên, Hà Nội năm 1985. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các câu chuyện tiếp theo.